Thưa quý vị, vào sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024. Tới dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tới dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các tướng lĩnh, đại diện các chiến sĩ Điện Biên Phủ, các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Dự lễ kỷ niệm có các đoàn đại biểu các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Pháp và các vị khách quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lãng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một chiến thắng vĩ đại được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay một đống đa của thế kỷ 20. Thủ tướng cho biết, ngày 6 tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Trải qua 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ đã giành thắng lợi vang dội. 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Đây là đỉnh cao thắng lợi của cuộc kháng chiến. Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mạnh là chính, là thắng lợi của tinh thần. Không có gì quý hơn độc lập tự do, là sự kết tinh sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Cuộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954 về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam mà còn trở thành bảng anh hùng ca bất hủ, thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một mốc son bằng vàng trong lịch sử của dân tộc. 70 năm đã trôi qua, nhưng những ý nghĩa của chiến thắng lịch sử này vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về việc phát huy cao độ tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại. Đó là bài học của việc phát huy những ý chí tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về, giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui. Những câu từ đầy khí thế tưng bừng, hào hùng trong ca khúc Giải phóng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã trở thành bất hủ, ca ngợi, cổ vũ tinh thần chiến đấu bất khuất, ngoan cường của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trang lịch sử hào hùng của 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày hôm nay được tái hiện hào hùng qua các màn diễu binh, diễu hành tại thành phố Điện Biên Phủ. Sau nhiều ngày luyện tập thì hôm nay lễ meeting kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã chính thức bắt đầu. Trước giờ meeting thì trời Điện Biên đã đổ cơn mưa, song khi nhớ về 56 ngày đêm quét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt thì người dân đã giữ nguyên vị trí để đón chờ sự kiện đặc biệt này. Lễ meeting chính thức bắt đầu bằng 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc quốc ca. Cùng lúc diễn ra lễ chào cờ, đội bay gồm 9 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua lễ đài chính.
Ngay sau lễ meeting là chương trình diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 12.000 người. Cùng với các hoạt động khác của lễ kỷ niệm, đây là hoạt động được hàng vạn người dân các dân tộc tỉnh Điện Biên và mọi miền Tổ quốc nồng nhiệt chờ đón và cổ vũ nhiệt tình. Lực lượng tham gia diễu binh diễu hành gồm các khối nghi trượng với các xe mô hình quốc huy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các khối lực lượng vũ trang như quân đội, dân quân tự vệ, công an, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các khối diễu hành quần chúng và diễu hành khối nghệ thuật như công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật. Mình đến Điện Biên thì người dân chào đón rất là nhiệt tình. Và nhân lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì mình cũng như là tất cả mọi người đến đây đều rất là xúc động, rất là tự hào. 70 năm nó có một ngày thành lập chiến thắng Điện Biên Phủ, dù có mưa thì cảm xúc của chúng tôi vẫn như là vẫn thế thôi, vẫn cứ hướng về chiến thắng Điện Biên Phủ. Trên khắp các con phố ở thành phố Điện Biên Phủ, nơi đâu cũng là tiếng cười nói vui vẻ. Dường như niềm vui chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ 70 năm về trước vẫn còn nguyên vẹn ở mảnh đất Tây Bắc này. Không khí náo nức hân hoan của hàng chục nghìn người dân Điện Biên cùng với du khách khi được chiêm ngưỡng những đội diễu binh diễu hành qua những tuyến phố ở thành phố Điện Biên Phủ ngày càng làm cho lễ hội ngày hôm nay trở nên phấn khởi hơn. Ghi nhanh của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, không khí hào hùng của đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đang hiện diện tại đây. Tôi đã có mặt tại khu vực ngã tư nơi mà tất cả các đoàn diễu binh diễu hành đều di chuyển qua khu vực này. Sau cơn mưa, thời tiết đã tốt đẹp hơn rất là nhiều. Và đây thì cũng là cái thời điểm mà rất là nhiều người dân và du khách đã đang đến để cổ vũ, để chia sẻ và để ghi lại những cái hình ảnh đẹp nhất của buổi đại lễ. Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành là điểm nhấn quan trọng lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong dòng người đổ về đây, mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau, nhưng tự chung lại vẫn là cảm xúc hân hoan, tự hào về thế hệ cha ông ta đã làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thấy không khí rất là náo nức và hào hùng và mọi người đều cảm thấy là hứng khởi khi mà tham dự được cái lễ kỷ niệm 70 năm này. Tôi đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi rất tự hào đi xem các di tích và người và dân tộc Việt Nam rất anh hùng. Tôi rất là hào hứng ạ. Sau cảm thấy rất là vui và tự hào về mảnh đất Điện Biên. Cháu sẽ cố gắng học tập để có thể để phát huy những truyền thống văn hóa ở mảnh đất này. Buổi diễu binh diễu hành đã diễn ra thành công tốt đẹp, đọng lại trong lòng người dân địa phương, du khách gần xa và bạn bè quốc tế những hình ảnh ấn tượng gần gũi thân thương nhưng cũng rất đỗi tự hào thiêng liêng. Tình yêu quê hương đất nước thêm một lần nữa được vun đắp và lưu giữ trong tim mỗi người dân Việt Nam. Thưa quý vị, Xuân trong hầm pháo là tên bức tranh của đại tá họa sĩ Phạm Thanh Tâm được trưng bày trong Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Bức tranh ra đời khi mà ông được chứng kiến đội văn công của đại đoàn 351 đến biểu diễn phục vụ chiến sĩ ở ngay trong hầm pháo của đại đội 806, trung đoàn 675. Đơn vị đã bắn những loạt pháo đầu tiên vào cứ điểm Him Lam ngay đêm trước đó. Căn hầm trở nên thơ mộng lạ thường, đối nghịch với mưa lửa ác liệt trên chiến trận. Lúc bấy giờ các pháo thủ của chúng ta phải mở rộng càng pháo để có chỗ cho đoàn văn công chúng ta biểu diễn. Và lúc bấy giờ thì các chiến sĩ của mình mặc dù vẫn xem văn nghệ, thế nhưng nòng pháo chúng ta vẫn hướng ra và các chiến sĩ là vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Họa sĩ Phạm Thanh Tâm tham gia vào trong buổi văn nghệ đó. Kết thúc buổi văn nghệ thì ông đã trở về đơn vị của mình và mấy ngày hôm sau ông có điều kiện quay trở lại hầm pháo. Thì trên khẩu pháo và vách hầm vẫn còn đọng lại, đó là máu thịt của các anh. Trong đêm ngày hôm đó, tác giả đã ở lại hầm pháo một đêm. Ông đã ký họa bằng chì trên giấy A4, trải qua rất nhiều chất liệu ạ. Thì ông đã vẽ lại bằng chất liệu sơn dầu. Và ánh mắt của các chiến sĩ, ông miêu tả nó chan chứa như là chứa cả một bầu trời mùa xuân và hạnh phúc. Nhưng thật là không may là sau khi mà ông quay lại tìm thì
đại đội chống đạn pháo của quân Pháp và tất cả 4 chiến sĩ trong căn hầm pháo đó đã hy sinh. Thì hiện nay bức tranh này đã được họa sĩ Phạm Thanh Tâm trao tặng cho Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ cùng với một cuốn nhật ký của ông để trưng bày và giới thiệu về những cái khoảnh khắc ở chiến trường Điện Biên Phủ, về ý nghĩa, giá trị của hòa bình cũng như của chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ. Nhóm phóng viên chúng tôi tình cờ có mặt tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ và vô cùng xúc động khi được nghe về bức tranh xuân trong hầm pháo. Và đặc biệt hơn, khi tháng 3 vừa qua, bảo tàng cũng đã đón một trong 4 cô gái văn công ngày ấy có mặt trong bức tranh của họa sĩ Phạm Thanh Tâm. Cho đến hôm nay, ở tuổi ngoài 90, bà vẫn nhớ lời ca, điệu múa năm xưa và luôn khắc ghi sự hy sinh của đồng đội mình lúc đó. Đến lúc bây giờ thì nghĩ thương, chả biết làm thế nào được. Thì nghĩ mà là thôi buồn. Đấy, mình vừa mới cùng bộ đội tối hôm trước, đến hôm sau thì là bộ đội lại hy sinh hết. Lúc bây giờ thì làm gì có hoa, cứ mỗi người đi kiếm lấy một nhành lá hoặc là một chùm lá để mà làm coi như là làm hoa để thắp hương cho những các đồng chí đã hy sinh rồi. Rất nhiều bức tranh, bức ký họa được ra đời như xuân trong hầm pháo. Cũng có rất nhiều đoàn văn công đã biểu diễn trong các điều kiện đặc biệt như thế. Đó là những liều thuốc tinh thần trong những thời khắc cam go nhất của cuộc chiến đấu nhằm cổ vũ tinh thần và tiếp sức cho các chiến sĩ nơi tuyến đầu. Chiến tranh đã lùi xa 70 năm, những người nghệ sĩ ấy vẫn trở về thăm đồng đội, kể tiếp về những câu chuyện trong tranh. Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là bản hùng ca bất diệt, ngợi ca những con người đã anh dũng chiến đấu vì đất nước. Và bức tranh xuân trong hầm pháo đã, đang và sẽ góp thêm những câu chuyện lịch sử với thế hệ hôm nay và mai sau về bản hùng ca bất diệt ấy. Chiều ngày 6 tháng 5, báo Nhân dân tổ chức khai mạc triển lãm tương tác tranh Panorama kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Điểm đặc biệt của sự kiện là công chúng có thể chiêm ngưỡng toàn bộ bức tranh Panorama bằng công nghệ thực tế tăng cường AR. Triển lãm giới thiệu báo Nhân dân số báo hàng ngày trong ngày 7 tháng 5 được tăng thêm các trang thông tin đặc biệt, tóm tắt diễn biến 56 ngày đêm chiến dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các trang in toàn bộ bức tranh Panorama chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. Chúng tôi hy vọng là trong thời gian một tuần cho đến ngày 12 tháng 5, lần đầu tiên báo Nhân dân sẽ mở cửa tự do miễn phí cho công chúng vào xem bức tranh rất là độc đáo như thế này. Thì nó là một cơ hội để cho mọi người hiểu thêm về vấn đề lịch sử, hiểu thêm về những cái sự hào hùng của đất nước, của các chiến sĩ bộ đội 70 năm trước. Người đọc có thể cắt các trang báo để ghép thành bức tranh Panorama chiến dịch Điện Biên Phủ dài tới 3,21 mét. Đây cũng là một kỷ lục đối với sản phẩm báo in. Những người yêu thích công nghệ có thể trải nghiệm tương tác bằng cách dùng điện thoại quét mã QR trên tranh hoặc tải ứng dụng xem hình ảnh chuyển động bằng công nghệ thực tế tăng cường AR. Chiến thắng Điện Biên Phủ bây giờ đâu có phải là chỉ của nhân dân Việt Nam đâu, mà của toàn thế giới rồi. Tôi nghĩ rằng là làm sao cho các thế hệ của chúng ta sau này là không bao giờ có thể quên và sẵn sàng theo gót cha anh của mình giữ vững đất nước Việt Nam của chúng ta trong hòa bình cũng như trong chiến tranh. Báo Nhân dân cũng quyết định đưa bức tranh Panorama bản in thành triển lãm tương tác tranh Panorama. Khách tham quan có thể chiêm ngưỡng bức tranh Panorama bao quanh hình tròn đường kính 5,5 m, chiều cao hơn 3 m và trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường với mô hình tranh Panorama 360 độ.